anh Tú Lily bắt vía kết hôn của Puka Jin Tuấn Kiệt, lộ hai yêu đương hết đường chối cãi. Đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt đã diễn ra vào ngày 4 tháng 11 vừa qua tại một bãi biển ở quê của chú rể ở thành phố Cam Ranh. Đáng chú ý, cặp đôi Lily anh Tú lộ hai yêu đương ngay trong hôn lễ, dự đoán ngày về chung một nhà không còn xa. Vào ngày 4 tháng 11 vừa qua, đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt diễn ra tại một bãi biển ở quê của chú rể ở thành phố Cam Ranh. Buổi tiệc diễn ra thân mật với sự góp mặt của gia đình hai bên, bạn bè thân thiết và dàn sao Việt là những nghệ sĩ thân thiết. Các nghệ sĩ thân thiết có mặt trong đám cưới của cặp sao gồm Trường Giang, Việt Hương, Lý Nhã Kỳ, Thu Trang, Tiến Luật, Đại Nghĩa, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Quang Trung, Jun Phạm, ca sĩ Anh Tú, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Khánh Vân, Miss Thi, Lily, Lâm Vĩ Dạ, Mai Quỳnh Anh, Hòa Minzy. Đáng chú ý, trong suốt lễ cưới, cặp đôi Lily Anh Tú luôn gắn liền với nhau như hình với bóng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc dự hôn lễ và chứng kiến Puka Jin Tuấn Kiệt đọc lời thề nguyện, netizen lại soi ra chi tiết Lily Anh Tú gặp một sự cố hy hữu. Theo đó, Lily và Anh Tú ngồi cạnh nhau trong lúc tham dự hôn lễ. Thế nhưng, cặp đôi đã ngồi nhầm ghế của nhau. Dù không phải là sự cố quá lớn ảnh hưởng đến lễ cưới, song khoảnh khắc nhầm lẫn này đã khiến netizen bật cười. Bên cạnh đó, việc cặp đôi Lily, anh Tú ngồi cạnh nhau gắn như hình với bóng càng có cơ sở để netizen đẩy thuyền. Mong cả hai sớm thành đôi và về chung nhà như cách của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Anh Tú và Lily được đánh giá là cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt khi sở hữu tài sắc vẹn toàn. Cả hai thường xuyên được khán giả đẩy thuyền với mong muốn sớm về chung một nhà. Dù không công khai hẹn hò, nhưng cặp đôi liên tục để lộ những chi tiết trùng hợp khiến người hâm mộ tin rằng mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là bạn bè hay đồng nghiệp từng có thời gian. Anh Tú và Lily còn bị nghi sống chung nhà khi để lộ nhiều chi tiết trùng khớp. Nói về việc này, Lily từng tiết lộ, tôi với anh Tú là hàng xóm thân thiết, lại đang độc thân nên việc đẩy thuyền này không có vấn đề gì. Về phía anh Tú, anh chàng cũng nhiều lần phủ nhận tin đồn và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Cách đây không lâu, khán giả xôn xao khi anh Tú, Lily cùng lúc hủy theo dõi lẫn nhau trên Instagram. Chi tiết này đã làm dấy lên nghi tin đồn cặp đôi dạn nứt sau nhiều lần úp úp mờ mờ chuyện tình cảm. Mặc dù vậy, trong lần xuất hiện mới nhất, cả hai vẫn vui vẻ bên nhau. Khi nhắc về chuyện kết hôn, bạn trai tin đồn của Lily bật cười rồi đáp: "Cuối năm anh cưới vợ, nhưng chưa biết năm nào, 4-5 năm nữa có thể lấy vợ, lúc đó sẽ quan tâm và có nhiều thời gian dành cho vợ." Có thể thấy, theo như lời anh Tú, anh đã xác nhận sẽ tổ chức đám cưới vào một ngày cuối năm nhưng chưa có thời điểm cụ thể. Nói về hôn lễ của cặp đôi Jin Tuấn Kiệt, Puka, cả hai tổ chức tiệc cưới ngoài trời, lấy màu trắng làm chủ đạo, chú rể mặc siêu nâu pastel, đeo nơ đỏ, Puka diện váy trắng cúc ngực, đội khăn voan dài, họa tiết hoa thêu nổi 3D. Xuất hiện trên sân khấu, dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ, Jin Tuấn Kiệt nói không muốn hề hẹn vì sợ chỉ là lời nói suông. Cảm ơn em vì đã luôn yêu thương, ở bên cạnh anh trong tất cả mọi chuyện, dù thử thách, sóng gió, nhưng cuối cùng chúng ta đã vượt qua được. Hôm nay, chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời. Trước sự chứng kiến của ba mẹ, gia đình và tất cả bạn bè, đồng nghiệp, anh sẽ không thề, vì đó chỉ là một lời nói suông. Anh vẫn sẽ làm những điều hàng ngày đã làm cho em, để em cảm nhận được yêu thương từ anh. Cảm ơn em, vợ của anh yêu em. Puka và Jin Tuấn Kiệt đính hôn hồi tháng 5, cặp đôi đã có hơn 4 năm yêu trước khi kết hôn. Dù liên tục vướng nghi vấn hẹn hò, Jin Tuấn Kiệt và Puka đều giữ im lặng. Vào ngày 1 tháng 11 vừa qua, Puka, Jin Tuấn Kiệt tổ chức lễ vu quy tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Giang và Lâm Vĩ Dạ làm chủ hôn. Sau lễ cưới ở Cam Ranh, họ tiếp tục làm tiệc tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 11 và một đám cưới khác theo phong cách miền Tây ở Đồng Tháp, quê cô dâu.